để xem trình độ và đẳng cấp về nhảy nhót ai dữ hơn ai. Xin mời anh Ba Tấn Bèo. Ai là người chiến thắng sẽ mang về một danh hiệu là cặp chân vàng. Bảy, anh không thể có danh hiệu được. Ai là người chiến thắng sẽ mang về gọi là những bước chân thần tốc. Sao làm những chuyện khó chi vậy? Ai là người thua? Tại vì em biết người sẽ thua mà, anh hiểu không? Sao em làm những chuyện khó đối với anh chi vậy? Ai là người thua sẽ mang về danh hiệu cặp chân cùi bắp. Đó, cái đó là cũng danh dự. Danh dự. Chân cùi bắp không phải là bình thường. Chân bắp chuối là có, mà chân cùi bắp là không có. Tất cả đã sẵn sàng. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt khi âm nhạc bắt đầu. Còn bây giờ chúng ta cũng chờ đón một màn song đấu. Hai người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? À, chưa. Anh làm gì nữa? À, anh từ từ. Nhảy kiểu gì? Hả? Chuẩn bị phải cái kiểu gì? Âm nhạc lên cứ thế mà nhảy. Tất cả mọi người đều sẵn sàng. Và bây giờ màn song đấu. Hồi đó giờ có thấy anh nhảy chưa? Trời ơi, người ta giới thiệu mà cản hoài. Kinh thường. Chứ thấy rồi thì thôi. Và bây giờ thấy rồi thì màn thôi đi. Song đấu chuẩn bị bắt đầu. Bắt hại đời tao hoài. Hại đời tao hoài. Hại đời tao hoài. Xin mời âm nhạc. Nhạc gì? Ồ. Đừng có làm tôi sợ. Tôi không sợ đâu. Cái gì vậy? Trời ơi. Không mang kiến là sợ rồi. Còn mang kiến nữa.